quý vị và các bạn, với đặc thù là huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, huyện biên giới, tiếp giáp với nhiều tỉnh bạn, huyện bạn, Bảo Lâm luôn được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy Công an huyện Bảo Lâm luôn chú trọng quan tâm xây dựng lực lượng công an xã chính quy trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, huyện ủy và cấp ủy các xã, lực lượng công an trong toàn huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết số 07 NQTU ngày 19 tháng 10 năm 2016 về xây dựng lực lượng công an xã giai đoạn 2016-2020 và thực hiện có hiệu quả đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã của Bộ Công an theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Treo leo, dốc đá, vừa đi xe vừa dắt bộ. Đó là quãng đường để đi đến xóm Nậm Trá, xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm. Những cung đường như thế này đã trở nên quen thuộc với các đồng chí công an xã Thái Sơn. Dù chỉ cách khoảng 4 đến 5 km, nhưng để đi đến xóm, thường phải di chuyển mất khoảng 15 phút đi xe máy từ trung tâm xã. Đó là những ngày trời nắng ráo và quen đường. Nếu thời tiết không thuận lợi, khoảng thời gian di chuyển sẽ còn lâu hơn. Không phải là người địa phương, để nắm được tình hình của đồng bào các dân tộc trong xã, các đồng chí công an xã ở đây phải thường xuyên đi sâu đi sát cơ sở, thường xuyên bám nắm tình hình, đặc biệt là tình hình tư tưởng của người dân. Từ đó từng bước tạo được niềm tin trong dân, tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Ở đây chúng tôi khó khăn lắm, đường xá xa xôi, nhà cũng tạm bợ. Được các cán bộ công an ở huyện xã lên đây thăm nhà, thăm đường, về tuyên truyền cho nhân dân đi theo Đảng, tin theo Đảng và nhà nước. Chúng tôi cũng rất tin tưởng, mong muốn các cán bộ, chính quyền xã quan tâm hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ cho người dân ở đây phát triển kinh tế, thì chúng tôi rất cảm ơn. Xã Thái Sơn có 10 xóm, 651 hộ với gần 3.500 nhân khẩu, gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có trên 60% là đồng bào Mông sinh sống ở các triền đồi xa xôi, heo hút. Cuộc sống của người dân nơi đây còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn. Điều kiện phát triển kinh tế hạn chế, trình độ dân trí không đồng đều. Toàn xã có 9 điểm nhóm sinh hoạt đạo Tin Lành với hơn 700 tín đồ và có một điểm nhóm của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Xác định đây là một địa bàn trọng điểm về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những năm qua, Công an huyện Bảo Lâm thường xuyên quan tâm bám nắm địa bàn. Tuy nhiên, việc đi sâu, đi sát, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của người dân còn nhiều hạn chế do địa bàn xa xôi, địa hình hiểm trở. Từ năm 2020, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Công an tỉnh đã điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, từng bước kiện toàn xây dựng lực lượng công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu được giao. Sau khi triển khai, đến nay xã có một trưởng công an, một phó trưởng công an và 3 công an viên chính quy. Được đảm nhiệm chức danh phó trưởng công an xã Thái Sơn từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Trọng cho biết, từ khi có lực lượng công an xã xuống cơ sở, bằng những biện pháp nghiệp vụ được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, lực lượng công an xã đã góp phần thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật được giải quyết ngay tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân xã và Công an huyện, Công an xã Thái Sơn đã làm tốt công tác tham mưu, tình hình an ninh chính trị, an ninh nội địa được đảm bảo. Đại đa số quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, an ninh nông thôn được đảm bảo, không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện đông người, không xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị địa phương, không có các hoạt động tuyên truyền chống phá. Thực hiện chương trình của Bộ Công an là bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở và là đưa đề án công an xã chính quy đến đảm nhiệm các chức danh của công an xã, thì là bước đầu là coi như đã đưa một luồng gió mới của trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an chính quy đến tận mọi ngóc ngách, đến tận làng, tận bản của các xóm trên địa bàn xã.
Và là khi đưa công an chính quy xuống là chúng tôi là tiến hành là phối hợp với các ban ngành đoàn thể của Ủy ban Nhân dân xã và để thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Và ngoài ra còn là phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn để thực hiện các nhiệm vụ khác. Từ lúc triển khai thực hiện công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh công an xã đến thời điểm hiện tại là trên cái địa bàn xã là công tác đảm bảo an ninh trật tự được rất là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và các đời sống xã hội của nhân dân là từng bước được cải thiện và cái tỷ lệ tội phạm dường như là được kéo giảm rất là nhiều. Ngoài ra là cái công tác bám nắm địa hình của chúng tôi là đi sâu đi sát đến quần chúng nhân dân. Thực hiện nghị quyết số 07 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về việc xây dựng lực lượng công an xã đã ra giai đoạn 2016-2020 trong sạch vững mạnh, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo lực lượng công an xã thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an xã trong sạch vững mạnh, qua đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự được chuyển biến tích cực, ngày càng linh hoạt và hiệu quả hơn với phương châm an ninh chủ động. Nhất là trong đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã như trộm cắp, ma túy, cờ bạc v.v. để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an xã trong sạch vững mạnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình liên quan công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và đặc biệt là về xử lý các vấn đề nội cộm, không để xảy ra gây rối bạo loạn và các hoạt động phá hoại. Lực lượng công an xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, giải quyết các dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tranh chấp, các điểm nóng trên địa bàn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chú trọng công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã. Với đặc thù là huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, huyện biên giới của tỉnh Cao Bằng, với diện tích rộng trên 91.000 ha, Bảo Lâm có 13 xã, 1 thị trấn và 153 khu xóm. Huyện được xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn, nhất là tình hình liên quan đến dân tộc tôn giáo, an ninh nông thôn, các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, có xu hướng hoạt động ngày càng phức tạp, tinh vi. Thực hiện nghị quyết số 07 NQTU ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng lực lượng công an xã giai đoạn 2016-2020, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Trong giai đoạn 2016-2020, tình hình bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết số 07 cũng như các văn bản, kế hoạch hướng dẫn của tỉnh ủy. Qua đó, hiểu rõ và đúng về chủ trương, nhất trí cao với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng lực lượng công an xã. Các nhóm nội dung nghị quyết số 07 được triển khai nghiêm túc, thể hiện cụ thể trong chương trình, kế hoạch các năm của chi đảng ủy trực thuộc huyện ủy. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được chú trọng, tiến hành thường xuyên, đồng thời với công tác chấn chỉnh, thanh kiểm tra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an xã, qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, từ giữa năm 2020, thực hiện đề án số 2300 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chủ trương của Bộ Công an đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, lực lượng công an xã đã từng bước được kiện toàn, hoàn thiện. Đến nay, công an các xã thị trấn cơ bản đủ số lượng 5 công an chính quy. Tổng số công an xã chính quy là 62 đồng chí. Trong đó có 13 trưởng công an xã, 12 phó trưởng công an xã, 37 công an viên thường trực, duy trì hoạt động 175 đồng chí công an xã bán chuyên trách. Lực lượng công an xã sau khi được kiện toàn, cơ bản đáp ứng trình độ nghiệp vụ, yêu cầu công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới. Tại các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng công an thường trực 24/24 tại phòng làm việc, kịp thời tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, tố giác về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại địa bàn cơ sở. Các chế độ chính sách cho lực lượng công an xã được đảm bảo thực hiện thường xuyên, đầy đủ, đúng quy định.
Trong thời gian từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2020, thì các xã, thị trấn duy trì mô hình ban công an xã do lực lượng công an bán chuyên trách đảm nhiệm. Về cơ bản, để đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, tuy nhiên là hiệu quả chưa thật sự cao, hoạt động chưa chính quy, một số chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ công an, dẫn đến cái công tác tham mưu bảo đảm an ninh trật tự còn hạn chế. Từ tháng 4 năm 2020, công an các xã được kiện toàn với lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo đề án. Tình hình đến cuối năm 2020 đã hoàn thiện việc bố trí lực lượng công an chính quy đủ 5 đồng chí trên một xã, thị trấn. Nhìn chung thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn từ sau khi được bố trí lực lượng công an chính quy có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm. Là lực lượng trực tiếp sát cơ sở, sát nhân dân, lực lượng công an xã trong toàn huyện đã phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền vận động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được 3 cuộc, trên 1.500 lượt người nghe. Vận động thu hồi được 100 khẩu súng kíp, 68 súng hơi cồn, 3 nòng súng kíp, xác minh làm rõ 14 vụ trên 16 đối tượng, 2 trường hợp có các hành vi trộm cắp tài sản, xâm hại đến sức khỏe người khác, hủy hoại tài sản người khác, đánh bạc, bắt truy nã 2 đối tượng. Phối hợp với công an huyện bắt quả tang 5 vụ trên 6 đối tượng có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Tuần tra phát hiện và triệt phá 1 điểm trồng cây thuốc viện, tiêu hủy 113 cây theo quy định. Kiểm tra phát hiện 16 trường hợp vi phạm quy định về quản lý cư trú, xử phạt 6.200.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Xử lý hành chính 1 vụ, 1 trường hợp có hành vi sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép, xử phạt 2.000.000 đồng. Ngoài ra, công an các xã thị trấn đã chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương trong phòng chống dịch COVID-19, trực tiếp tham gia các tổ, trạm kiểm soát dịch bệnh do cấp ủy chính quyền xã thành lập. Trong thời gian tới, thì Đảng ủy công an huyện sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là công tác chuyên môn và công tác tổ chức lực lượng công an xã chính quy, thì cụ thể tập trung vào mấy cái vấn đề, nhất là đảm bảo về hoạt động của lực lượng công an xã đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, rà soát, đề xuất điều động, luân chuyển các cái vị trí công an chính quy, đảm nhiệm các chức danh công an xã, tăng cường về chất lượng nhân sự, nắm vững các mặt công tác nghiệp vụ để đảm bảo hoạt động của công an cơ sở mạnh về đấu tranh, tốt về phòng ngừa và giỏi về vận động quần chúng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác chuyên môn, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vấn đề còn khiếm khuyết, hạn chế của lực lượng công an xã, kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật, đồng thời nghiêm túc xem xét xử lý các cá nhân vi phạm, không để ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng công an và tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Thường xuyên chăm lo đời sống, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, nhất là đối với lực lượng công an xã, đảm bảo về vật chất, về phương tiện, về trang bị, phục vụ hiệu quả cho công tác công an cơ sở theo quy định. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, đảng ủy công an tỉnh, lực lượng công an xã trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã từng bước được xây dựng kiện toàn theo hướng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thời gian tới, công an huyện Bảo Lâm tiếp tục tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 08 CTTU ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng công an xã chính quy trong sạch vững mạnh trong tình hình mới. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã, tích cực nỗ lực bám nắm cơ sở, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo.